Hưng mọi người quay lại với kênh của Thủy Lệ. Hôm nay là một ngày đặc biệt vì có một sự sống quyết định bước ra ngoài và đồng hành cùng tôi trong cuộc đời này. Tôi rất hạnh phúc và biết ơn có bạn ấy trong đời của mình. Hãy nói về sự sống. Sống về bản chất là một điều phi thường. Điều đáng tiếc rằng con người không coi trọng cuộc sống cho đến khi nó bị đe dọa. Tại thời điểm này đây, Corona đang gửi một thông điệp rất rõ ràng để chúng ta thực sự trân trọng cuộc sống của mình và của những người khác. Nếu chúng ta hay nhìn mọi vật từ góc nhìn của tài chính, thì bạn sẽ thấy rằng có rất nhiều người muốn đổi hết gia tài của mình để lấy sự sống bây giờ, nhưng muộn rồi. Vậy thì đừng vinh váo nói rằng tiền có thể mua được tất cả mọi thứ. Khi thần chết đã gõ cửa, thì toàn bộ tiền bạc của bạn sẽ không có giá trị gì hết. Có một câu nói rất hay: nếu bạn biết cách làm một công việc, đó là điều bình thường. Nhưng nếu bạn biết cách cuộc sống vận hành theo quy luật vũ trụ, thì đó là điều vi diệu. Ai cũng có thể trải nghiệm điều vi diệu thực sự trong cuộc sống của mình khi người đó mở cửa chào đón những kiến thức về sự sống. Sống thực sự theo quy luật vũ trụ là từ trong ra ngoài. Rào cản lớn nhất để cho chúng ta học hiểu về sự sống, đó chính là nhận thức hạn hẹp của chúng ta. Chúng ta đã được nuôi dưỡng cái nhận thức này từ lâu lắm rồi, rằng hành trình sống là sinh ra, lớn lên, có công ăn việc làm, lập gia đình, sinh con và sau đó biến mất. Nếu chúng ta tiếp tục với cái hành trình này và với nhận thức như vậy thì cuộc sống của chúng ta sẽ không đi đâu xa cả. Tôi đang nói xa ở đây đó chính là sự phát triển về thế giới nội tâm của chúng ta. Và nếu chúng ta tiếp tục cách sống như vậy, sẽ còn nhiều con corona khác xuất hiện. Hãy hiểu rằng sống hòa hợp với tự nhiên là cuộc sống diễn ra cùng lúc ở 3 cấp độ: tâm hồn, trí tuệ và thể xác. Nếu chúng ta chỉ sống ở một hay hai cái cấp độ thôi thì cuộc sống luôn biến dạng hay là méo mó. Câu mà chúng ta hay nói đùa rằng người thì to mà đầu chỉ bằng cái nho, chỉ bằng trái nho, đó là thể hiện chúng ta chỉ sống ở một cấp độ mà thôi. Vậy thì hãy hiểu rằng sự sống thực sự, sự sống trọn vẹn phải là sự sống diễn ra cùng lúc ở cả ba cấp độ. Sự sống phải được học, nhận thức phải được mở ra để hiểu về năng lượng chuyển hóa ở ba cấp độ như thế nào, và nó sẽ tạo ra chuyển hóa nội tâm của chúng ta ra sao, nó sẽ dẫn tới cái kết quả gì trong cuộc đời của mình, và toàn bộ cái quá trình đó kết nối với tự nhiên như thế nào. Các bạn sẽ thấy rằng cuộc sống không chỉ diễn ra ở bình diện hữu hình, nó diễn ra cả ở bình diện vô hình. Và những thứ vô hình sẽ trở thành hữu hình. Giống như con corona vậy thôi. Bạn không thấy em nó vô hình. Nhưng khi em nó hiện hình, đó là những cái chết. Nhiều người cứ nghĩ rằng hết corona, cuộc sống sẽ quay lại như xưa. Xin thưa, không có cái gì quay lại như xưa. Nếu chúng ta còn tiếp tục giữ cái suy nghĩ đó, thì nhận thức của chúng ta vẫn đóng. Cả hành tinh này, cả vũ trụ này luôn luôn chuyển động và chuyển hóa. Chính vì vậy, hãy chuẩn bị bản thân mình để chúng ta có thể có cuộc sống tốt đẹp hơn, tươi đẹp hơn. Đây chính là thời điểm hãy ngồi lại soi rọi chính bản thân mình. Hãy hỏi bản thân mình: tôi thực sự muốn gì trong cuộc đời của mình? Đâu là những thứ thực sự quan trọng đối với tôi? Đâu là những khát khao luôn thôi thúc bên trong bạn nhưng bạn lãng quên nó? Đây là thời điểm thực sự dừng lại để học về sự sống và tạo ra cuộc sống bạn thực sự mong muốn. Hãy dành năng lượng của bạn cho những thứ thực sự quan trọng. Hãy dành nguồn lực của bạn để biến những cái khát khao, những ước mơ của bạn đang ở dạng vô hình trở thành dạng hữu hình, để tạo ra cuộc sống tốt đẹp cho chính mình và mọi người. Tôi Thủy Lê, huấn luyện viên cuộc sống của Học viện Proctor Gallagher, rất vui mừng được đồng hành cùng bạn trong hành trình học về sự sống. Nếu bạn cần tôi hỗ trợ, hãy liên hệ tôi nhé. Chúc bạn một ngày tươi đẹp.